vậy? Nói in 100 tờ, tiết kiệm chi, in có 1 tờ, rớt đi rớt lại hoài, làm tôi tốn công tốn sức lượm đi lượm lại hoài à. Bà bị gì vậy? Tôi kêu bà in 100 tờ, tự nhiên cái nghe hạnh tờ, bây giờ nó thừa cho tôi, tại bà á. Thì tại cái lúc đó điện thoại của tôi nó mất sóng. Bà kêu 100 tờ mà tôi nghe cái gì 11 đó rồi tôi in 1 tờ chứ sao? Tại bà không hết á. Tại bà á. Tại bà đó. Tại bà á. Tại bà đó. Tại bà đó. Thôi không cãi nữa. Nói chung là bây giờ tôi có cái cách gì nè. Bây giờ tôi với bà đi xuống dưới cổng, xong rồi cứ cầm giấy vậy nè, xong rồi lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại như cái mannequin vậy á. Cứ 5 phút cũng thay phiên rồi. Bà làm trước đi, rồi tôi làm sao? Bà làm trước đi, nãy giờ tôi làm với bà rồi. Bà làm trước đi. Bà làm trước đi. Bà làm trước đi. Không, cũng làm tù xì. Quanh tù xì ra cái gì ra cái này. Không bao giờ bà thắng được tôi đâu. Đi trước đi. Bà lúc nào cũng muốn hơn tôi hết á. Thì bà làm trước đi, 5 phút sau tới ca của tôi. Nhanh mà. Này, chú thấy á, con Vi á, nó đúng là sức trâu bò thật. Nó chịu đựng được hai đứa bay, quả là kiên cường đấy. Con không nghĩ vậy thiệt. À, mà chú Vượng nè, bây giờ mình tuyển ô xin vậy, mình không có đăng lên mạng, không có đăng lên báo chí, không có đăng lên gì hết. Rồi lỡ nhưng mà không có ai tới á, chú qua nhà con làm vài bữa nha. Ờ, hay, cái bé này hay nhỉ. Sao không thử ra đây làm ô xin xem làm ô xin có vui không? Thật là chủ ở đây đàng hoàng, nghĩ sao mà bảo sang nhà mới đi bay làm. Dành con, chỉ con bây giờ nói năng ghê thật đấy. Có rồi, có rồi, có rồi, có rồi, có rồi, có rồi. Có gì? Có ô xin rồi. Đó. Ừ, thế à. Cho vào. Cho vào. Tôi vào trước. Tôi. Tôi vào trước mà. Trật tự. Tôi. Trật tự, xếp hàng. Đến đây làm gì? Tôi lấy xin gì cả. Tôi vô trước. Ai là người vô trước? Tôi. Em. Hả? Hai chi là số 1. Con em không về nằm. Tôi mà tôi. Tại vì lúc tôi qua 1 giờ lại à. Em từ mô tới. Chào anh, tính hoa nuôi rừng rơi để anh lôi giàu chân trong nhật. Con Ni hay. Thích rồi đó. Anh thích Ni. Ủa Ni là ai? Em rất mê Ni. Ni là Hờ Ni En. Em giới thiệu với anh, em là Hờ Ni Long. Nhưng anh Hờ Lâu hơi hôi. Con nhỏ này hay. Duyệt. Đây chính là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị ô xin trong ngôi nhà của hai cô chủ nhỏ này. Hai tiểu thư, chất vấn đi. Hai tụi tôi rất là khó. Nhưng mà bà chủ chính của căn nhà còn khó hơn. Yên tâm, hơn ni lông bao chịu đựng, sức chịu đựng rất dẻo dai bền bỉ. Ở trên núi dối quăng tôi còn không chết mà. Nhưng mà tôi nói trước là lương thấp lắm á nha. Lương càng thấp tôi càng thích. Đừng nghĩ tôi làm nghề ô xin vì tiền. Sai lầm, tôi làm vì đam mê. Đấy, làm gì cũng phải có đam mê, kể cả là ô xin nhá. Vậy chị làm ô xin nhưng mà chị có tài năng gì không? Tài năng à? Dĩ nhiên là không. Có tài năng làm nghệ sĩ, làm MG, làm ô xin chị. À, hay nha. Khẩu khí đâu ra đó nha. Nhưng còn câu hỏi phụ, trả lời được câu này thì sẽ được nhận vào làm. Tại sao lại có đam mê làm ô xin mà không phải là một cái đam mê làm những việc khác? Đó là một câu chuyện dài. Bởi vì em sinh ra ở vùng rừng núi. Mỗi ngày em rất rành. Em rành em leo lên núi. Em xuống suối, em bắt con cá. Em bắt con chim. Em bóp con cua. Em bắt con còng. Con còng kẹp em. Em buồn em xuống đây làm ô xin. Được đấy. Có nó trong nhà là vui cửa vui nhà. Một lần nữa, duyệt. Nhưng chưa hết. Cái tên hơn ni lông không có ổn. Chẳng lẽ ngày nào cũng lông lông, lông ngay lông, như là đông á, không được.
đầu tiên được không? Long cũng thấy vậy. Nếu mà hơn đi Long mỗi ngày trong nhà thì rất khối, nên phải đổi tên. Từ nay hãy gọi tôi là Hơ Sáng.